Thúy Hưng lúc này đã há to miệng rồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Hiên Tử Vân lúc trước hướng hắn cam đoan, ít nhất giúp hắn thủ vững một canh giờ, để các chiến sĩ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng mà biểu hiện cường thế của bọn hắn lại cứ như thế mà đánh lui một đợt tú triều. Đường môn, đây chính là sự lợi hại của đường môn, chỉ bằng vào 361 người, cộng thêm 61 cái pháo đài toàn địa hình, lập tức đánh lui một đại quân do hàng vạn hồn thú tạo thành. Hiệu quả chiến huy hoàng như thế, không thể nghi ngờ đã lấn át quân vệ thành xử lý khác. Thế nhưng tâm tình của Thủy Hưng lúc này cũng chỉ có hưng phấn, đường môn có thực lực mạnh như thế, còn cần gì e ngại đại quân hồn thú, nhất là chùa pháo công kích ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng đỡ không nổi, bọn hắn có dám tiến đến phụ cận, xem ra có hy vọng thủ thành rồi. Xuống thành thu thập hồn hoàn, Hiên Tử Vân lúc này lại một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Ngay sau đó, pháo đài toàn địa hình do hắn khống chế đột nhiên từ trên đầu thành nhảy lên, một nhảy đã vọt đến không trung. Sau đó, mặt bên của pháo đài toàn địa hình kia nhìn như cổng cảnh này, xuất hiện ra từng cái lỗ tạo thành vòng tròn cùng với một đôi cánh, ánh sáng hồi lực phun ra, vậy mà kéo lấy đại sao hỏa này bay về không trung. Pháo đài toàn địa hình còn lại cũng đều bắt đầu chuyển động. Bọn hắn không thể phi hành giống như pháo đài di động của Hiên Tử Vân, thế nhưng lại mở ra từng cặp chân dài, lại trực tiếp từ trên tường thành leo xuống như là một bầy nhện lớn. Tám đầu chân dài sắc bén lập tức mọc trên tường thành kiên cố, rất nhanh liền leo xuống dưới thành, nhanh chóng đi về hướng thi thể của hồn thú. Tiên viện trưởng, bọn hắn muốn làm gì vậy? Thì Hưng nhịn không được mà hướng về Tiên Lâm Nhi bên cạnh hỏi. Về mặt của Tiên Lâm Nhi cũng hơi biến đổi, có một chút bất đắc dĩ nói, đại khái là không muốn lãng phí đi. Đúng vậy là không muốn lãng phí. Thì Hưng trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào lượng lớn hồn hoàn nhanh chóng biến mất. Ở bên trên từng cái pháo đài toàn địa hình dường như là có một loại lực hấp dẫn thần kỳ, nhanh chóng hấp thu đi hồn hoàn ở trên mặt đất. Hơn nữa bọn hắn chuyên tìm hồn hoàn màu tím và màu đen tiến hành hấp thu, lại còn chọn ra lựa chọn trong đám thi thể hồn thú. Về phần Hiên Tử Vân đang bay lên, mục tiêu của hắn thì càng đường xác định. Sau khi cô pháo đài quán bay đến vị trí lúc trước của lục sực ma hồ, hồn hoàn 10 vạn năm, hồn cốt lưu lại lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó vị đường chủ đường môn hồn đạo đường này lập tức bay về thành xử lý khác. Từ lúc đường môn hồn đạo đường xuất thủ đến khi chiến đấu kết thúc, thu hoạch chiến lợi phẩm, toàn bộ quá trình hết thảy dùng thời gian không đến nửa canh giờ, nhất là thời điểm Hiên Tử Vân đi thu hoạch chiến lợi phẩm, tốc độ phải nói là cực kỳ nhanh. Hiên Tử Vân ngồi ở bên trong pháo đài di động, lúc này sắc mặt bằng lãnh cuối cùng cũng có một chút đẹp mắt, giá trị của hồn hoàn 10 vạn năm khó mà đo lường được. Hơn nữa hồn hoàn 10 vạn năm bởi vì bị tụ năng xạ tuyến xuyên thấu được hắn nghiên cứu ra hủy diệt, tương đương với tử vong tự nhiên, bất kỳ người nào cũng đều có thể hấp thu hồn hoàn này, tuyệt đối là giả bảo vật vô giá. Lần này đường môn vì ứng đối thú triều mà bỏ ra nhiều như vậy, có cái đồ chơi này, cuối cùng cũng có một chút hồi báo, hy vọng các đệ tử cũng có thể có thu hoạch mới tốt. Hết thảy chỉ dùng vài phút, tất cả pháo đài toàn địa hình lập tức đều quay trở về, thấy tường cặp chân dài vượt qua tường thành kia như là dẫm trên đất bằng, con mắt của Thủy Hưng lúc này đều trừng lớn. Bọn hắn cũng quá mạnh đi, chẳng những lực lượng công kích khủng bố, lại còn có năng lực thích ứng địa hình ở trên chiến trường, thật sự là. Con mắt của Thủy Hưng bắt đầu có một chút đỏ lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiên Lâm Nhi, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tiên Lâm Nhi sắc mặt ngừng lại, Thủy Hưng, người muốn làm gì? Đúng, thì Hưng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh chú ý lên lão bà của ta hay sao? Phó viện trưởng Tiên Đa Đa, hình thể to béo, cao lớn, một cái đầu chọc lúc này không biết lúc nào cũng đã đến bên đầu thành, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiên Lâm Nhi, một cằm khẩn trương nhìn về phía Thì Hưng. Thì Hưng khóe miệng co giật một chút, trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ có người cái tên này chịu được nữ vũ thần, ta cũng vô phung tiểu thụ, đương nhiên khóe miệng của hắn cũng không dám nói như vậy. Tiên viện trưởng, các ngươi đừng hiểu lầm. Tiên Đa Đa tức giận, nhìn ngươi dáng vẻ thì thô đỏ mặt, cũng khẩn trương như vậy, ta có thể không hiểu lầm sao? Đừng có nhúc nhích, có chuyện gì cứ nói. Thì Hưng tức thì đến thiếu một chút nữa là phun ra một ngụm máu, nén giận rồi nói, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không cùng với ngươi đoạt lão bà. Hai vị viện trưởng, ta muốn pháo đài toàn địa hình này, mặc kệ phải trả giá đại giá cỡ nào, quân vệ thành chúng ta nhất định phải được phân phối, toàn diện phân phối, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, tốt nhất là mỗi người một kiện. Nếu được như vậy, đừng nói là đại quân thú triều, cho dù là để cho ta phản công tinh đấu đại xâm lâm ta cũng dám. Tiên Lâm Nhi bật cười rồi nói, ta biết ngay ngươi nhịn không được mà, có điều ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi. Cái đồ chơi này ngươi cho rằng từ trên trời rơi xuống sao? Từ uy lực của nó, ngươi cũng nhìn ra đường phí tổn phải cao đến cỡ nào. Từ mặt tổng hợp mà nói, ngoại trừ tòa pháo đài do Hiên lão sư sử dụng là hồn đạo khí cấp 8 bên ngoài, các tòa pháo đài di động còn lại cũng đều là hồn đạo khí cấp 6. Bản thân có lực phòng ngự yếu kém, thế nhưng lực công kích và năng lực di động đều cực mạnh, mỗi một cái có phí tổn là... Nghe Tiên Lâm Nhi nói ra số lượng, sắc mặt thì Hưng lập tức là trắng bệch.
Đắt như thế, có điều thứ này đúng là dùng được, mỗi người không được một tòa cũng được. Trước cho ta 500 tòa. Thế Hưng cắn răng nghiến lợi nói ra, dù sao quân vệ thành cũng là vì bảo hộ sự lệ khác, trang bị ắt không thể thiếu. Chiến tranh chính là vũ đài khiến cho kiểm nghiệm trang bị vũ khí tốt nhất. Một đợt vừa rồi liền làm choán đối với món hồn áo khí cường đại này, thèm chảy nước miếng. Tiên Lâm Nhi lên tiếng, 500 cũng không có, chúng ta cùng với đường môn mới chỉ đặt mua được 100 cái. Trước mắt người thấy đều là 61 kiện mà đường môn đã hoàn toàn chế tạo, có nhiều cũng là tiêu hao lượng lớn kim loại hiếm, chúng ta còn chưa trả tiền cho đường môn đây. Kim loại hiếm cũng đều là của người ta, hơn nữa người cũng thấy lần này đường môn lấy ra bao nhiêu định trang hồn bạo đạn pháo, có trời mới biết sau trận chiến này có thể còn thừa bao nhiêu. Người cảm thấy học viện hiện tại có nhiều tiền cho bọn hắn sao, chưa nói chi là lại muốn đặt hàng thêm một nhóm. Chuyện này thì Hưng có một chút buồn bực, đúng vậy, đường môn bỏ ra nhiều như vậy, người ta coi như không cầu hồi báo, cũng phải cho người ta hồi vốn chứ, nếu không thì sao người ta làm ăn nổi. Một trận chiến này học viện tiêu hao cũng tất nhiên là khổng lồ, có thể nói nguyên khí đại thương, thế nhưng mà lực hấp dẫn của pháo đài toàn địa hình đối với hắn hiện tại quả là quá lớn. Trong lúc nhất thời, vị thời gian đấu la này quả thật là lâm vào thế bí. Đúng lúc này, Hiên Tử Vân đã từ bên trong pháo đài của bản thân đi ra, đi tới trước mặt mấy người bạn hắn. May mắn không làm nhục mệnh, Hiên Tử Vân thản nhiên nói, trong tay tung lên một khối hồn cốt màu đỏ. Hồn cốt này giống như là cánh tay nhưng mà không rõ là tay nào. Nhìn thấy khối hồn cốt này, ngay cả Tiên Lâm Nhi và Tiên Đa Đa đều có một chút đỏ mắt. Hồn cốt 10 vạn năm, đây chính là hồn cốt 10 vạn năm phụ thêm hai cái hồn kỹ. Hồn hoàn 10 vạn năm, hồn cốt 10 vạn năm đều là chí bảo hy hữu nhất của giới hồn sư ở trên toàn đại lục. Cái đồ trên này căn bản không có cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Hiên Thừa Vân nhìn bọn họ một chút lạnh nhạt rồi nói, nếu như học viện ra giá phù hợp hoặc là dùng kim loại hiếm giá trị ngang nhau đổi lấy, chúng ta cũng không ngại bán ra. Một trận chiến vừa rồi đều sử dụng tài nguyên và nhân thủ của đường môn. Hồn hoàn và hồn cốt này hắn tự nhiên sẽ không giao ra, tất cả nhất định thuộc về đường môn. Tiên Lâm Nhi cười khổ rồi nói, được rồi Hiên lão sư, người trước hết cứ giữ lấy chúng, hiện tại thì chúng ta cũng không mua nổi, trước tiên đem lần thú triệu này chống đỡ xuống rồi hắn nói. Đường chủ, đúng lúc này đám đệ tử hồn đạo đường cũng đều nhào nhào ra khỏi hồn đạo khí của bản thân, nhanh chóng tập trung tới. Tiên Lâm Nhi nhìn thấy trong tay của những học viên này đều cầm ra một loại máy móc cổ quái có thể thích không lớn. Hiên Tử Vân mỉm cười lên tiếng, chúng ta góp nhặt một chút hồn hoàn vô chủ, đại đa số là ngàn năm vào vạn năm, không biết quay về thành xử lý các học viện chúng ta có người cần đến hay không. Hồn hoàn vô chủ, Thi Hưng lại một lần nữa trừng lớn con mắt. Hiên Tử Vân nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng, hồn thú bị hồn đạo khí giết chết, chỉ cần trong kết cấu nội bộ của hồn đạo khí trải qua một chút gia công đặc thù, xóa đi khí tức của bản thân hồn sư, khiến cho hồn thú sau khi chết sinh ra hồn hoàn vô chủ, chúng ta thông qua hồn hoàn chữ tồn khí đem chứa đựng, có thể cung cấp cho bất luận hồn sư nào tiến hành hấp thụ. Muốn ta muốn lấy hết, giá tiền thương lượng là được. Thi Hưng quyết định thật nhanh, thậm chí là đoạt lời của Tiên Lâm Nhi và Tiên Đa Đa, lập tức thì liền hướng về Hiên Tử Vân biểu đạt sự ý tứ của bản thân. Muốn đương nhiên là muốn đống hồn hoàn ngàn năm vạn năm này, vừa rồi đường môn thu được bao nhiêu đồ vật này, hắn có thể thấy được rõ ràng. Hồn hoàn ngàn năm đối với đám đệ tử xử lý các học viện ngoại viện mà nói đều là đồ tốt, về phần hồn hoàn vạn năm thì càng không cần phải nói. Nhu cầu của học viện bên đó hắn cũng không quá lớn, dù sao thì nếu như tu vi của học viên đạt đến biên cảnh, học viện sẽ giúp đỡ bọn hắn mau chóng thu hoạch hồn hoàn, thế nhưng mà tình huống của quân vệ thành xử lý khác lại không phải dễ dàng như vậy. Quân vệ thành xử lý khắc có 3.000 tên hồn sư, bọn hắn tuyệt đại đa số đều từ ngoại viện xử lý khắc mà ra, hoặc là bị ngoại viện đào thải. Rất nhiều người chọn lựa ở lại thành xử lý khắc cũng vì tư lịch rèn luyện làm quân vệ thành. Trong 3.000 tên hồn sư, số lượng có tu vi đạt tới bình cảnh cũng không ít, bọn hắn đều xuất thân từ xử lý khắc, trong lòng đều có điểm kiêu ngạo. Tu vi hồn lực sẽ theo tu luyện tích lũy tăng trưởng, thu hoạch hồn hoàn cũng không phải là quá gấp, nếu không thích hợp thì bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện hấp thu. Thế nhưng trước mắt không biết Hiên Tử Vân bọn hắn cần về bao nhiêu hồn hoàn, nhưng đều là tầng thứ ngàn năm vạn năm, đối với nhóm hồn sư của quân vệ thành mà nói, tuyệt đối là đồ tốt. Về phần giá cả thì đương nhiên không thể nào là Thi Hưng xuất tiền túi. Học phí của học viện xử lý khác đắt cỡ nào đây, có thể tới nơi này học thì người nào không có vốn liếng phong phú, rất nhiều người còn là đệ tử tông môn. Mua hồn hoàn đương nhiên là chính bọn hắn bỏ tiền ra. Hiên Tử Vân lúc này nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng, chuyện này không thành vấn đề, chờ một chút nữa tăng kèo các đệ tử thống kê một chút, sau đó còn muốn xin ngài bên này phái người tiến hành phân biệt chủng loại hồn hoàn một chút, cũng thuận tiện cho nhóm hồn sư tiến hành hấp thu. Còn giá tiền nha, tin tưởng học viện xử lý khác sẽ cho chúng ta một cái giá công bằng. Nếu còn như trong lúc nhất thời nhóm hồn sư không bỏ ra nổi tiền thì cũng không sao, chỉ cần đăng ký trong danh sách là được. Ta chỉ là có một cái yêu cầu, chính là phải mời học viện xử lý khác giúp chúng ta
giám sát thu hồi khoản phí đợt này vẫn là câu nói cũ, chúng ta vô cùng hoan nghênh dùng kim loại hiếm đồng giá trao đổi. Gian thương, Thùy Hưng trong lòng thầm oán, ngay cả Tiên Lâm Nhi đứng ở một bên cũng không nhịn được mà âm thầm lắc đầu. Hiên Tử Vân lúc này mặt ngoài nhìn qua hào phóng, nhưng trên thực tế lại không có bất luận cái gì nhượng bộ. Đường Môn vừa mới đánh lui một nhóm thú triều, dưới loại tình huống này chẳng lẽ học viện xử lý khác còn cắt xén số lượng hồn hoàn hắn mang về sao? Hiển nhiên là không thể nào. Về phần giá cả, chẳng lẽ học xử lý khác còn có thể cho thấp sao? Ít nhất cũng không có một cái giá công bằng với hồn sư thông thường là được. Giá cả hồn hoàn dựa theo toàn bộ hành động dẫn người săn giết hồn thú hoặc là săn hồn hoàn mà đạt, giá tiền tuyệt đối thấp không được. Hồn hoàn khác biệt, giá tiền cũng không giống nhau, còn phải xem bọn hắn mang phải bao nhiêu hồn hoàn. Về phần đòi tiền, Hiên Tử Vân càng trực tiếp đem vấn đề này ném cho học viện xử lý khác. Các ngươi không phải là muốn tăng lên thực lực của quân vệ thành sao? Chính bọn hắn trả tiền mua hồn hoàn, trong lúc nhất thời đương nhiên sẽ rất khó gom đủ tiền, viết cái giấy cam đoan là được rồi. Người đảm bảo chính là học viện xử lý khác, đến lúc đó nếu như không đưa tiền, ta đi tìm xử lý khác cũng không cần tìm đến đám quân vệ thành. Gia hỏa này thật sự là một tên hồn đạo sư mà không phải là thương nhân sao? Trong lòng của Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Thị Hưng không khỏi đều có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng cho dù như thế, chuyện này đối với xử lý khác mà nói vẫn như cũ là một đại hảo sự. Sau khi dung hợp hồn hoàn, thực lực của quân vệ thành nhất định đại tăng lên một bậc. Vào thời khắc nguy cơ thú triều hiện nay, mỗi một cái phần thực lực tăng lên là một phần cam đoan sống sót. Có điều nếu như ba người bọn hắn biết được hồn hoàn chữ tồn ký chỉ có thể bảo tồn hồn hoàn trong một thời gian ngắn, không biết đánh giá của bọn họ đối với Hiên Tử Vân có thể hay không tăng lên một bậc. Nhưng bất luận nói như thế nào, thú triều đúng là bị tạm thời đánh lùi. Hiên Tử Vân để cho đệ tử hồn đạo đường đi theo Thị Hưng tiến hành khống kê, bản thân hắn thì không đi, mà thấp giọng hướng về Tiên Lâm Nhi lên tiếng: "Tiên viện trưởng, ngươi cảm thấy pháo đài đi toàn địa hình của chúng ta thế nào?" Tiên Lâm Nhi mỉm cười lên tiếng: "Đương nhiên là rất tốt, ngươi không thấy đường thời gian đấu la đỏ ngầu cả mắt hay sao? Đợt pháo thứ nhất của các ngươi có tác dụng cực kỳ trọng yếu, bằng không công kích chạm thải ở phía sau, mặc dù cường hãn thế nhưng hồn thú nếu như mà toàn diện trùng kích cũng không phải là không xông tới được, chủ yếu là bọn chúng bị đợt công kích đầu tiên làm cho sợ vỡ mật." Hiên Tử Vân cười khổ rồi nói: "Nhưng mà ngươi có biết pháo thứ nhất phải trả ra đại giới ra sao hay không?" Hắn nói ra câu này cũng đã tận lực hạ thấp giọng. Hắn say mê chế tạo hồn đào khí cũng không có nghĩa là không biết chuyện. Tiên Lâm Nhi bất động thanh sắc tiến lên một bước truyền âm nói: "Ngươi nói là..." Hiên Tử Vân lên tiếng: "Một kích đó chính là từ tụ năng xạ tuyến xuyên thấu do ta phát minh ra, là năng lượng cao áp xúc thành, trong đó lấy pháo đài đi toàn địa hình của ta làm hạch tâm. Chủ pháo của ta trên thực tế chính là một kiện hồn đạo khí cấp 8, một kiện hồn đạo khí loại hình phụ trợ cấp 8 tụ năng áp xúc. Chủ pháo của những người khác thì đều là pháo xuyên thấu đã tiến hành áp xúc qua. Ta dùng trang bị tụ năng ly tử đem chúng nó chỉnh hợp ra một chỗ, lại hướng ra bên ngoài phát xạ, tiến hành khống chế trong thời gian ngắn. Nghiên cứu này vốn bởi vì bản thân ta chính là hồn đạo sư cấp 8, nhưng lại say mê uy lực của hồn đạo khí cấp 9 mới nghiên cứu ra được. Phương diện uy lực thì các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, lực phá hoại của nó so với hồn đạo khí cấp 9 bình thường còn phải mạnh hơn mấy phần. So với Nhật Nguyệt thần châm của tinh không đấu la bên phía đế quốc Nhật Nguyệt cũng không thua kém bao nhiêu. Thế nhưng mà phương diện khoảng cách công kích của nó lại kém xa tít tắp." Tiên Lâm Nhi lên tiếng: "Như thế cũng đã rất khá rồi, chẳng lẽ còn có cái gì thiếu hụt sao?" Hiên Tử Vân nhẹ nhàng gật đầu cười khổ rồi nói: "Đúng thế, thiếu hụt chính là có thể hao tổn quá lớn, vì áp xúc mà không khống chế áp xúc hồn lực không bảo tạc, liền cần tiêu hao càng nhiều hồn lực. Một kinh vừa rồi đã tiêu hao hồn lực ở trong 120 cái bình sữa kín cấp 6, hồn đạo xa tuyến sau đó tiến hành áp chế hồn thú trên mặt đất, đều là hồn lực của học viện hệ hồn đạo, cùng với hồn lực của các đệ tử hồn đạo đường chúng ta rót vào, chúng ta có thể duy trì công kích cũng bất quá trong một khắc đồng hồ mà thôi. Nói một cách khác, nếu như sau một khắc đồng hồ mà địch nhân không lùi, công kích của chúng ta sẽ phải gián đoạn, sau đó cần đổi bình sữa mới được. Mà bây giờ số lượng bình sữa kín còn thừa đại khái còn có không đến 200 cái, nhiều nhất có thể duy trì một canh giờ." Tiên Lâm Nhi nghe Hiên Tử Vân nói không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một kinh lập tức hao tổn ra hồn lực của 120 cái bình sữa kín cấp 6, ở trong đó lãng phí bao nhiêu hồn lực đây? Hồn lực của 120 cái bình sữa kín cấp 6 không lại so với cực hạn đấu la còn muốn mạnh hơn, mà một kích đó mặc dù mạnh liệt thế nhưng lại cũng không có uy thế như là một kích toàn lực của cực hạn đấu la đi. Hiên Tử Vân nói như vậy không thể nghi ngờ là nói cho nàng biết công kích giống như vậy hiện nay không có cách nào lại phục chế một lần, cái giá phải trả quá lớn. Hít sâu một hơi, Tiên Lâm Nhi ánh mắt thâm thúy lên tiếng: "Hiên lão sư, người đã làm rất tốt rồi. Chỉ là lần thú triều uy hiếp này, thời gian thú triều tiến đến lần tiếp theo sẽ được trì hoãn lâu hơn.